Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chào và một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một em bình của Cutani đây mọi người. Đây là ẩn nó ở trong cái hộp này nhá. Cái em bình này là vẫn còn nguyên trong hộp luôn. Em cái bình này là em đã đi đến trực tiếp của nhà của người Nhật. Em sưu tầm được đây mọi người. Vẫn còn nguyên trong hộp luôn, vẫn còn rất là đẹp. Đây em cho các bác xem này, cái mặt trên của nó này. Đấy, đây là mặt trên của nó nhé, Cutani nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, em xin phép là em dựng nó lên á, để em cởi cái dây nó ra đã. Em lấy cái bình ra cho các bác xem. Đây, mời các bác xem nhé, dây của nó vẫn còn nguyên bản luôn nhé mọi người nhé. Đấy, dây bằng vải. Đấy, nó thêu dệt này rất là đẹp luôn. Vẫn còn nguyên tem luôn. Đấy, cho các bác xem đây. Đấy, vẫn còn chữ ký triện của đây là cái chữ này là cái chữ của nghệ nhân người ta vẽ nhá mọi người nhá. Đây là chữ này là chữ Cutani này. Đấy, rất là đẹp luôn. Quá là chất luôn. Rồi, em xin phép là em đặt cái hộp nó xuống. Nếu mà các bác nào mà mua cái chiếc bình này là về là em sẽ để nguyên như này, em sẽ gửi về cho các bác, vẫn còn nguyên hộp luôn. Nguyên trong hộp luôn, em gửi về cho các bác chơi. Đây. Nó vẫn còn cái những cái giấy của họ đây, rất là đẹp luôn. Các bác thấy chưa, một em bình đẹp chưa, khá là ok luôn. Đây, để em cho cái vào, nó vào cái bàn xoay này, em quay cho các bác xem. Đây, để em kéo nó lên một chút nhá. Đây, đây, mời tất cả các bác xem này, một em bình đặc biệt của em bình này là nó như nào các bác biết không? Nó vẽ vàng rất là nhiều luôn, vẽ vàng nổi khối lên, những cái chỗ này là chấm là nổi hết lên nhá mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp luôn mà nó lại vẽ kín bình luôn mọi người. Các bác để ý nhá, không còn chỗ nào hở luôn. Một em bình mà vẽ kín như này luôn. Họa tiết thì nó quá là tuyệt vời luôn các bác. Đấy. Ở đây giữa đây nó lại kèm một cái bông hoa hai bông hoa mẫu đơn vào đây nữa mọi người. Đặc biệt của Nhật là hoa mẫu đơn mọi người nhé. Vẽ bình, vẽ hoa mẫu đơn rất là nhiều luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Một em bình vẽ kín bình luôn. Đây, em cho các bác xem cái chuyện phê chưa? Chuyện quá phê luôn. Chuyện xưa luôn. Đây, các bác xem này, chuyện này. Con này, đây là, cái này là chữ ký của người vẽ nhé, mọi người nhé. Chữ ký của người vẽ. Đây là, cái chỗ này nữa là cái chuyện chìm. Đấy, con này nó có như thế. Đây, mà các bác xem này, nó vẽ vàng rồi. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Đây, những cái chỗ này. Đấy, như chỗ em chị này. Toàn bộ là vẽ vàng nổi lên nhé. Những chấm nổi lên chứ không phải là vẽ, không phải vẽ như này đâu mọi người nhé. Chỗ này là nó phủ lên này. Nhưng cái chỗ này là vẽ chấm bi lên. Đấy, toàn bộ những cái chỗ này là vẽ chấm bi lên. Rất là nhiều luôn. Đây, ví dụ như cái vị áo xanh này. Đấy, các bác thấy chưa? Nhìn như này các bác không biết các bác có nhìn kỹ không, nhưng mà nói thật là em nhìn ở ngoài quá là chất luôn. Một em bình vẽ kín như là quá là đẹp luôn, mà vẽ bằng vàng rất là nhiều luôn. Đây, trên miệng nó này. Đấy, các bác thấy chưa, miệng nó vẽ vàng này rất là đẹp luôn. Cổ này ấy, những cái chỗ này là gấm xanh nhá mọi người. Đây, như cái chỗ này là cũng là vẽ vàng luôn này. Cái bông hoa này vẽ vàng luôn. Rất là đẹp luôn. Đây là có chữ thọ nữa mọi người. Rất là ý nghĩa luôn. Có chữ thọ nữa. Đẹp quá các bạn. Đây, những cái chỗ này là nó chấm bi hết lên nhá mọi người nhá. Như kiểu là cát cát ấy. Sờ vào nó ráp. Rất là đẹp. Em này nó lại là không phải là men dạn. Ấy, ui dồi, tí vỡ chết em. Đây các bạn này. Men cứng rất là đẹp luôn. Ấy, rất là ok luôn. Đây, em quay cho các bác xem. Các bác nào ưng ý em bình này, các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Rồi, em xin phép là em đo kích thước để báo với các bác. Chiều cao này vào khoảng tầm 31. Để em đặt cái này lên đã. Em đặt này lên em đo nó chính xác được các bác. Chiều cao 32 nhé mọi người nhé. Chiều cao 31,5. 31,5. Miệng nó 16,5, 16,6 mọi người. Rất là đẹp luôn. Ở bên trong vẫn còn sạch tưng luôn.
mới quá là đẹp luôn, chuyện cũng đẹp, chuyện quá xưa luôn, hàng xưa quá là ok luôn. Đây em xin phép em đo bằng bụng nhá các bác. Đây các bác thấy đẹp phê, quá phê luôn. Một em bình vẽ tích người, vẽ kín bình như này mà vẽ vàng quá là đẹp. Bụng nó đây mọi người, bụng nó 93 phần, 9 vòng bụng 93 như này, các bác nhìn có rõ này. Đấy, vòng bụng 93 các bác nhé, lên gần 94 rồi, rất là đẹp luôn. Họa tiết vẽ vẽ vàng lại chấm bi nổi khối rất là đẹp. Đây, em xin phép em quay lại một lần nữa cho các bác chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em bình này. Các bác nào ưng ý thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn sẽ ship về tận nơi cho các bác, em bao bẻ vỡ. Thôi, em Toàn xin phép là kết thúc video ở đây mọi người. Một lần nữa thì em Toàn xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã và xem video của em Toàn. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Thôi, em Toàn xin chào mọi người.